Nè, mới đi bắt cá về nè, cũng được mớ nhanh lên. Nhiều lắm, đi bằng ngày không, bằng đêm không có thấy được. Chắc cũng đi cũng hồi 6 giờ sáng, được giờ 8 giờ rưỡi vô, 2 tiếng mấy hồ. Bữa nay gặp gì bắt mấy lóc, lóc cũng nhiều quá. Đúng mùa ăn. Cha cá chê nội rồi, quỷ dịch ba cá chê này đâm nhất thấy bà nội luôn, bỏ nó đâm một cái bỏ ăn nữa, bẻ mạnh rồi luôn mà còn nhất. Này, nước cũng hơi đầy, không có lưu nhiều. Con này mỏng, con này cũng cỡ 600 gram, cá lóc, cá chê, lươn nhỏ, lươn bự gì đủ thứ. Cái máy này bắt lươn thì nó ngon, mà cá lóc nó cũng ngon lắm nha. Máy của anh Danh ngộ lắm, anh em đi mua lúa anh thường có mua anh đi đi, nó càng cũ nó càng giật. Ngủ nha, mới về thì nó không có bằng gì đi thời gian chừng 10 bữa vậy đó, đi liên tiếp chừng 10 ngày vậy đó ha. Nó giật bà cố bắt luôn. Để, máy nè, mới đi về đó, được con rùa nữa chứ, lấy con rùa cho anh coi nè. Máy nè, máy con dành đó, ừ nó cũng súng, không có lăn rắn, gặp ba mẹ má này, ngon lắm. Bị bữa hai bữa là lấy giống dễ ghê. Con rùa nữa nè, con rùa châm trúng một cái ổng, tính đâu là cái gì xuống ngò bắt được con rùa, cả rùa có hơn tí à, mập lụ luôn, hãm được con cu linh nữa mà không có bán, để nuôi trong cái hồ chơi gắn con súng à, anh thấy không, chà bá gắn con súng mà. Hai con thì bỏ đây, con nó gom gom nhiều cho mấy anh em nhậu chứ em không ăn gắn. Rồi con lươn nè, ngày hôm cũng được mấy con nè, sáng đi bán được rồi, đi cứ chưa đây rồi nhẹ 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 nhẹ. Từ trưa nữa, từ sáng nữa, lươn nè, cá đó, chuột bò nè, máy của anh đó.